Trần Nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình đặc à, xin lỗi quý vị, trong chương trình chuyện cuối tuần thì đúng hơn, chuyện cuối tuần episode thứ 52. Trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện, phân tích, đối chiếu, so sánh trên tinh thần chủ quan của Phong, cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Và như thường lệ thì mỗi cuối tuần chúng ta vẫn có chương trình chuyện cuối tuần, chủ yếu là đề cập tới cuộc sống của người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ, để quý vị ở bên ngoài Hoa Kỳ, ở Việt Nam có thể so sánh, đối chiếu và phân tích để quý vị hiểu rõ hơn với lại cái cuộc sống của người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Đó là cái chủ đích của cái chương trình chuyện cuối tuần hàng tuần của chúng ta. Và quý vị, trong cái episode thứ 52 kỳ này thì có rất nhiều khán giả, trong cái lúc mà tôi làm livestream trong cái chương trình tin tổng hợp, nhiều người nhắc tới những cái cuộc gọi là lời qua tiếng lại của các dân cử ở tại quận Cam, nhất là trong cái giai đoạn này, từ thành phố Westminster cho tới cấp quận, tức là County Supervisor, và kể cả cấp tiểu bang lẫn liên bang. Trong đó có rất nhiều những cái biến cố đang xảy ra. Họ thắc mắc là tại sao tôi không nói tới những cái vấn đề này. Thật sự quý vị, tôi đã nói mấy năm nay rồi. Tuy nhiên tới mùa tranh cử thì chúng ta đều biết là bắt đầu từ năm 2000 cho tới bây giờ thì gần như mỗi 2 năm một lần đều có tranh cử. Thì 4 năm thì tranh cử tổng thống, 2 năm thì tranh cử một lần. Thì các vị trí ở cấp địa phương cho tới cấp tiểu bang đều tranh cử hết. Và hầu hết thì bắt đầu từ năm 2000 tới bây giờ thì người Việt chúng ta đã bắt đầu can dự vào dòng chính rất là nhiều. Trước đó thì tôi có thể nói là như vậy, cái người mà nghị viên đầu gốc Việt đầu tiên của người Việt chúng ta tại Hoa Kỳ là ông Tony Lâm Quang. Ông Tony Lâm Quang đắc cử chức nghị viên thành phố Westminster từ năm 1992. Và ông ngồi đó hết 8 năm. Thì quý vị, tuy nhiên thì Tony Lâm Quang đã không có ý định là đẩy tất cả những thành phần trẻ và những người khác ra tranh cử, mà ông chỉ làm nghị viên với tính cách là một người Mỹ gốc Việt làm việc với thành phố thôi. Cho tới năm 2000, khi mà Trần Thái Văn, lúc đó là luật sư còn rất trẻ, thì bắt đầu chính thức ra tranh cử chức nghị viên thành phố Garden Grove. Thì quý vị, lúc đó thì chúng ta đã có một cái đại nhạc hội rất lớn là Rock and Vote để mà hỗ trợ cho Trần Thái Văn. Thì Trần Thái Văn đã đắc cử một cách vẻ vang vào thành phố Garden Grove, trở thành nghị viên của thành phố Garden Grove, rồi là phó thị trưởng thành phố Garden Grove. Rồi sau đó thì Trần Thái Văn lại thắng thêm một cái ghế nữa là lên tới dân biểu tiểu bang. Thì Trần Thái Văn ngồi 3 nhiệm kỳ nhân dân biểu tiểu bang trước khi mà ra tranh cử với Loretta Sanchez và bị thua trong năm 2010. Thì quý vị, Trần Thái Văn là cái người đã lôi tất cả những anh em trẻ gốc Việt ra tranh cử dòng chính. Trong đó có Nguyễn Quốc Lân, trong đó rồi có luôn cả Andy Watt, rồi trong đó có cả Janet Nguyễn, rồi Trung Nguyễn, rồi rất nhiều. Có thể nói là Trần Thái Văn là người thúc đẩy rất nhiều những anh em trẻ ra tranh cử dòng chính. Và cũng từ cái vấn đề này thì nó xảy ra sự xung đột giữa các ứng cử viên người Mỹ gốc Việt với nhau. Thì quý vị thấy rằng cứ mỗi mùa tranh cử là bắt đầu các ứng cử viên lại mang nhau lên đài, lên báo và gửi thư ra, bắt đầu là chỉ trích lẫn nhau và vạch những cái sai sót của nhau để mà tranh cử. Thì cứ 2 năm một lần, bắt đầu từ năm 2000 tới bây giờ, thì quý vị cứ mỗi một mùa tranh cử thì người ta lại có cảm giác là cộng đồng Việt Nam chia rẽ. Sau khi mà thấy được những cái thư cáo giác hay là những cái bài báo liên quan tới các cái vấn đề tranh cử, với ví dụ như vừa rồi ở thành phố Westminster giữa Amy Phan West Nam Quang với lại Charlie Nguyễn Mạnh Trí và Kimberly Hồ, rồi trên cấp quận thì anh Andrew Đỗ thì lại bị tố cáo một số vấn đề bởi cái tờ OC Block, rồi Register cho tới LA Times, rồi sau đó là tới cái ghế của bà Michelle Steele cấp liên bang, thì bây giờ lại tố bà là dùng cờ vàng để tranh cử. Thì quý vị, đây là những cái trò mà nó thường xảy ra ở trong mỗi 2 năm mùa tranh cử. Nó là cái chuyện rất bình thường trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở quận Cam. Và không những ở quận Cam, ngay cả Bắc California cũng vậy. Thì quý vị, hay là cái cộng đồng mà lúc trước chúng ta cũng có một hai nghị viên gốc Việt ở thành phố Houston cũng vậy. Cứ tới mùa tranh cử là bắt buộc sẽ có những cái xào xáo, có những cái chỉ trích qua lại. Đây là cái chuyện nó đã xảy ra rất bình thường rồi. Nhưng mà nhìn từ bên ngoài vào thì lại nói là cộng đồng Việt Nam chia rẽ. Thật sự tôi đã từng nói với quý vị rất là nhiều lần, trong xã hội dân chủ không có chữ đoàn kết.
trong xã hội dân chủ không có chương đoàn kết. Cứ lấy cái ví dụ cái chuyện đang xảy ra bây giờ đi. Quý vị, cuộc chiến của Do Thái và Hamas. Thì quý vị, ngay tại New York thôi là người Do Thái đã chia làm đôi rồi. Ngay bây giờ. Tức là một nửa thì là ủng hộ cho Do Thái một cách quyết liệt. Một nửa thì vẫn muốn thương thảo với lại Palestine. Rồi một nửa thì đi theo đảng Dân Chủ. Một nửa đi theo đảng Cộng Hòa. Thì quý vị, ngay cộng đồng Do Thái cũng vậy. Rồi cộng đồng người gốc Hoa cũng vậy. Đó, quý vị thấy hôm cuối tuần qua thì có 500 người gốc Hoa, trong đó có người Đài Loan, người Hồng Kông, người Tây Tạng. Họ tụ tập biểu tình tại Liên Hiệp Quốc để đòi hỏi cái vai trò cho Đài Loan ở trong cái cộng đồng quốc tế. Thì quý vị, ngược lại cũng có những kẻ ủng hộ cho chế độ Cộng sản Trung Quốc vẫn phản biểu tình và phản đối vai trò của Đài Loan. Điều này tôi kể ra cho quý vị thấy là mỗi cộng đồng, thứ nhất là một tranh cử, thứ hai nữa đều có sự chia rẽ, không có sự đoàn kết. Mà nhất là trong xã hội dân chủ thì cái chữ đoàn kết lại càng hiếm hoi hơn. Tại vì mỗi một người đều có một cái chính kiến khác nhau, đều có cái tư tưởng chính trị khác nhau. Và sự khác nhau này đôi khi đi tới đối lập, cho nên quý vị thấy là khó có sự đoàn kết lắm. Vì vậy mà nhìn từ bên ngoài vào thì cứ nói là cộng đồng Việt Nam chia rẽ. Nhưng nếu quý vị nhìn từ cộng đồng ra và nhìn qua các cộng đồng khác thì cũng giống vậy thôi. Xã hội Mỹ là như vậy và xã hội dân chủ là như vậy. Đó, quý vị thấy ở Đài Loan không? Ông chủ tịch của đảng Nhân dân của Đài Loan đó từng là thị trưởng của thành phố Đài Bắc và từng là ứng cử viên tổng thống, bây giờ bị còng tay vô tù vì tội tham nhũng. Thì quý vị thấy không có cái chuyện gì mà nó gọi là đoàn kết ở đây cả. Khi mà cái xã hội dân chủ nó phát triển thì không có sự đoàn kết. Vấn đề ở chỗ là cái mức độ gay gắt tới khúc nào thôi. Và tranh cử trong cộng đồng người Việt lại càng vui hơn, là cứ tới mùa tranh cử là thứ nhất là nhổ bản tranh cử, thứ hai á, là chụp mũ cho đối phương. Nhiều chuyện lắm, ok. Một tấm hình, một hành động đều có thể bị diễn dịch và chụp mũ lẫn nhau, là cái chuyện bình thường. Có một điều mà người bên ngoài không nhìn thấy. Người bên ngoài không nhìn thấy bằng cặp mắt rộng hơn. Mặc dù có những tranh cãi, mặc dù có những chụp mũ đấu đá trong các cuộc tranh cử, nhưng kết quả cuối cùng thì vẫn là người Việt ngồi vào các ghế này. Đó, quý vị thấy thành phố Westminster. Thành phố Westminster bây giờ đang có sự đấm đá của Amy Phan West, của Nam Quang, của Charlie Nguyễn Mạnh Chí, của Kimberly Hồ. Nhưng kết quả thì người Việt vẫn chiếm 4 ghế. Người Việt vẫn chiếm 4 ghế. Rồi quý vị, cuộc tranh cử về cái chức County Supervisor ở tại Bắc California giữa Madison Nguyễn và Betty Dương. Thì quý vị, có rất nhiều người Mỹ ra tranh cử. Cuối cùng hai người đứng đầu vô vòng chung kết kỳ này cũng là Betty Dương và Madison Nguyễn, là hai người gốc Việt hết. Rồi ở dưới quận cao thì quý vị, sau cái cuộc gọi là tranh luận và tranh sơ bộ vừa rồi thì cuối cùng Janet Nguyễn vẫn là người đứng đầu ở trong cái cuộc tranh cử về cái ghế County Supervisor. Mặc dù cô này đã là thượng nghị sĩ rồi, bây giờ nhảy xuống ghế dưới. Rồi quý vị, tức là cuối cùng mặc dù có sự tranh cãi chửi bới qua lại và chụp mũ lẫn nhau cho nhiều vấn đề, nhưng kết quả thì những vị trí này vẫn là người Việt ngồi. Vẫn là người Việt ngồi. Đó là điều thứ nhất. Và điều thứ hai, quý vị thấy ngoại trừ thành phố Garden Grove. Ngoại trừ thành phố Garden Grove là đã tội lọt vào một vài thành viên của đảng Dân Chủ. Trong đó đầu tiên hết là Bảo Nguyễn là thị trưởng trước đây. Thì quý vị, Bảo Nguyễn là thị trưởng nhưng mà chính kiến không rõ ràng, chỉ một nhiệm kỳ là out. Rồi sau đó tới Thu Hà. Thì quý vị, Thu Hà ra tranh cử mấy lần rồi. Thu Hà là nghị viên của thành phố Garden Grove và đã ra tranh cử mấy lần ở các vị trí khác đều rớt hết. Lần này thì Thu Hà cũng ra tranh cử chức thị trưởng thành phố Garden Grove rồi. Ok. Thì quý vị, và thứ ba là Kim Nguyễn. Nói là Kim Nguyễn nhưng mà thật sự cô này là gốc Mễ. Lý do là cô này á là thân phụ là người Việt, mẹ là người Mễ. Nhưng mà hai người đó đã bỏ nhau từ lúc cô bé này còn nhỏ xíu, cho nên mang cái tên là Kim Nguyễn. Nhưng mà cô nói tiếng Mễ với tiếng Anh không à, cô không biết tiếng Việt. Thì quý vị, những người này là của đảng Dân Chủ. Những người này của đảng Dân Chủ, họ chỉ vô được một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ là out rồi. Còn hầu hết thành phố Garden Grove, thành phố Westminster, thành phố Fountain Valley
ghế giám sát quân vựng, ghế ở trên hạ viện của tiểu bang hay là thượng viện của tiểu bang đều là người Việt theo đảng Cộng Hòa. Janet Nguyễn là của đảng Cộng Hòa. Trí Tạ là của đảng Hòa. Janet Nguyễn bây giờ đang là thượng nghị sĩ của tiểu bang California. Thì bây giờ đang tranh lại cái chức County Supervisor, tức là đi xuống. Ok. Trí Tạ là người bên đảng Cộng Hòa, là dân biểu tiểu bang, tức là làm việc ở hạ viện của California. Rồi quý vị, chúng ta nhìn thấy là phía của Nam Cali đó là dân là Cộng Hòa không, phía Bắc Cali thì Dân Chủ. Thì quý vị, ngay bây giờ thì ở Nam Cali tất cả những người đã tranh cử từ Phát Bùi, Lân Nguyễn cho là tức là Nguyễn Quốc Lân đó ở cái vị trí gọi là thị trưởng thành phố Gành Rô, thì Phát Bùi hay là Nguyễn Quốc Lân đều là người của đảng Cộng Hòa. Rồi quý vị, thành phố Westminster 4 nghị viên đều là đảng Cộng Hòa hết. Rồi trước đây anh Michael Minh Võ từng là thị trưởng thành phố Fountain Valley là nghị viên cũng là bên Cộng Hòa. Và anh Triệu Đỗ bây giờ đang là giám sát viên và sắp sửa hết nhiệm kỳ rồi thì cũng là Cộng Hòa. Cho quý vị thấy là cái ngay tại cái tiểu bang Blue, tức là tiểu bang màu xanh, thì ở ngay tại quận cao nó là cái khu vực màu đỏ. Hầu hết người Việt ở đây đều bỏ phiếu theo đảng Cộng Hòa. Thứ nhất là cái truyền thống cũ. Thứ hai, dần dần họ nhận ra được cái sự nguy hiểm của đảng Dân Chủ. Họ càng dồn phiếu cho đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Do đó quý vị thấy bây giờ tới phiên cái anh chàng gì, Derek Trần hả? Ra tranh cử với Michelle Steele, nói tiếng Việt không rành. Rồi bây giờ chụp mũ cho bà Michelle Steele là dùng cờ vàng để mà và tranh cử. Quý vị, nói cho tôi nghe, từ năm 2000 tới bây giờ có ứng cử viên gốc Việt nào hay là gốc Mỹ nào mà không dùng cờ vàng đâu. Từ Lou Correa cho tới Loretta Sanchez là những ứng cử viên gốc Mỹ cũng phải mang cờ vàng vô trong cộng đồng. Rồi tất cả những ứng cử viên gốc Việt đều sử dụng cờ vàng để tranh cử. Tại vì cờ vàng bây giờ nó là biểu tượng của cộng đồng. Muốn lấy phiếu của cộng đồng phải dương cái biểu tượng cộng đồng lên thôi. Thì quý vị, đây là chuyện bình thường. Nhưng mà bây giờ chụp mũ nhau kiểu này. Có điều là quý vị sẽ thấy được là cuối cùng có hai điểm. Điểm thứ nhất là cuối cùng những cái ghế mà tranh cử đó vẫn vào tay của người Mỹ gốc Việt. Từ ghế thượng nghị sĩ, ghế dân biểu tiểu bang, ghế County Supervisor, tức là giám sát viên quận, cho tới thị trưởng hay là nghị viên thành phố, kể cả ủy viên giáo dục, đều là do những người Việt ngồi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đa số, tôi không nói tuyệt đối, lúc trước là tuyệt đối, sau này là đa số thôi. Tất cả những người ngồi trong vị trí dân cử, tức là đã đắc cử rồi đó quý vị, đều là người của đảng Cộng Hòa hết. Do đó, quý vị nhìn từ ngoài vô, thấy họ đấm đá nhau nhiều quá, thấy họ chửi bới nhau nhiều quá, quý vị nghĩ là cộng đồng chia rẽ. Thật sự nó không phải chia rẽ, mà mùa tranh cử nó là như vậy. Tôi còn nhớ cách đây 4 năm. Thì quý vị, vui lắm. Họ tấn công Diệp Miên Trường, Tạ Đức Trí. Nhưng mà họ tấn công bằng cách nào? Tôi kể cho quý vị nghe cái vụ của Đàm Vĩnh Hưng. Cách đây 4 năm. Thì quý vị, lúc đó là Đàm Vĩnh Hưng xuất hiện trong cái nhà hàng Royals, tức là nằm ngay trên đại lộ Bonsa. Thì lúc đó nhiều người lên tiếng đòi biểu tình, chống cái đêm của Đàm Vĩnh Hưng. Nhưng trên thực tế nó không phải biểu tình chống Đàm Vĩnh Hưng, mà tại vì họ biết khi họ kéo tới biểu tình thì cảnh sát phải tới, và họ khiêu khích cảnh sát. Sau khi khiêu khích cảnh sát xong thì họ sẽ nói rằng là cảnh sát được lệnh của ai để mà đàn áp người biểu tình. Cuối cùng là nó nêu tên của Diệp Miên Trường là phó thị trưởng, và Tạ Đức Trí lúc đó là thị trưởng của thành phố Westminster. Thì cuối cùng cái anh cảnh sát Phương Nguyễn gốc Việt, anh nói no. Lúc đó nói là đèn pha của cảnh sát rọi vào mặt của người biểu tình sáng quá. Ai chủ đích và ai đã định làm chuyện này? Thì Phương Nguyễn giải thích rằng là ê, lúc này tôi đang kiếm một cái angle để làm sao có thể thấy được tất cả mọi việc mà không gây ảnh hưởng cho người biểu tình. Rồi quý vị, nó họp báo nó tố là thị trưởng ra lệnh cho cảnh sát đàn áp người biểu tình trong cái vụ Đàm Vĩnh Hưng. Thì quý vị, và cái kẻ chủ mưu đứng phía sau lưng là những người theo đảng Dân Chủ. Và lúc đó Nguyễn Đỗ Phủ là chủ nhân của toàn bộ khu đất đó. Một trong hai chủ nhân của toàn bộ khu đất đó. Còn lên trên
đài nói rằng ô tôi welcome những người tới biểu tình, trong khi không cần biểu tình. Chỉ cần Nguyễn Đỗ Phủ cấm một cái bảng trong đó là sẽ không có biểu tình. Chỉ cần cấm cái bảng là Đàm Vĩnh Hưng no trespassing thôi. Tức là cấm Đàm Vĩnh Hưng bước chân vào trong cái khu đất đó thôi là xong rồi. Đâu cần biểu tình, nhưng họ cần cuộc biểu tình đó để tấn công Tạ Đức Trí và Diệp Viên Trường thời điểm đó. Thì quý vị, đây là những cái thủ đoạn về gọi là đánh phá nhau. Tại vì khi mà quý vị nhớ sau đó có cuộc họp báo ở Thư viện Việt Nam thì nó đặt câu hỏi hỏi cảnh sát ai ra lệnh cho các anh đàn áp biểu tình, ai ra lệnh cho các anh đưa đèn chiếu vào trong mặt của người dân. Trong khi cảnh sát họ làm cái nhiệm vụ của họ, bây giờ họ chụp mũ lại là cảnh sát nhận được lệnh của ai, tức là họ gài là cảnh sát nói là cái này là thị trưởng bắt chúng tôi làm hay cái gì đó là chết ngay. Nhưng mà cảnh sát họ hiểu, cảnh sát Westminster họ hiểu những cái trò chính trị đó, họ chỉ nói rằng chúng tôi đang tìm cách đổi cái angle của cái đèn, tức là đổi cái góc của cái đèn thôi. Thì quý vị, những điều này cho quý vị thấy là những cái trò đấm đá qua lại giữa các ứng cử viên với nhau và trong cộng đồng người Việt luôn, thì nó gay gắt tới mức như vậy. Rồi quý vị, tôi còn nhớ năm 2018, lúc đó là cái nó gọi là cái Blue Wave đó, thì đảng Việt Tân lôi một đám người xuống đại lộ Bonsa chống lại cái việc mà ông Trump đòi trục xuất 8.000 người Việt Nam gốc Việt. Thì quý vị, ông Trump lúc đó thì thật sự có mấy chục người bị trả về Việt Nam thôi. Nhưng mà cái đám này nó bịp bợm. Nó bịp bợm bằng cách nào? Nó đưa một hai người đã ra sắp sửa bị trục xuất ra. Nó nói rằng là ông Trump trục xuất người Việt, người Mỹ gốc Việt. Nó nói lấp liếm kiểu đó. Thì quý vị, mình phải giải thích. Non, thứ nhất, những người bị trục xuất không phải do ông Trump. Họ bị quan tòa sở di trú trục xuất. Còn ông Trump chỉ can thiệp với cái quốc gia đó để nhận người thôi. Chứ ông Trump đâu có quyền trục xuất. Lúc đó ông Trump đâu có quyền trục xuất. Cái trục xuất đó là do quan tòa sở di trú. Đó là number one. Ok. Number two là những người bà bị quan tòa quyết định trục xuất, họ có phải là phạm tội trộm cắp vặt không? No. Quan tòa nếu mà những cái tội trộm cắp vặt trong siêu thị hay là giật giật hay gì đó, quan tòa không trục xuất. Quan tòa chỉ trục xuất những kẻ mang cái tội nặng, trọng tội, tức là tấn công tình dục, hãm hiếp, sát nhân, cướp bóc, có vũ khí, buôn ma túy, buôn người. Đây là những cái tội rất nặng mà tòa mới quyết định trục xuất. Còn những người phạm những cái tội nhẹ thì không có bị trục xuất. Nhưng mà nó kéo xuống đường ở Bonsa, nó tri hô lên là ông Trump trục xuất những người này. Mà thật sự quý vị, Cộng sản nó có cái lý do của nó là vì chúng ta bang giao với Cộng sản từ năm 1995. Thì Cộng sản nó nói rằng là những người nào đến Mỹ sau năm 1995 thì nó nhận về. Tại vì đó là công dân của nó. Còn trước năm 1995 nó coi không phải là công dân của nó không nhận. Cho nên 8.000 người đó bị kẹt trong nhà tù của sở di trú là không ra ngoài được, nhưng mà cũng không bị trả về Việt Nam được, bởi vì Cộng sản không nhận. Do đó ông Trump mới can thiệp để buộc Cộng sản Việt Nam phải nhận lại những người này. Thì cuối cùng họ nhận đâu vài chục người gì đó thôi. Thì quý vị, nhưng mà nó chụp mũ thành ông Trump là cái người trục xuất người Việt, trong khi nó quên rằng chính Joe Biden là kẻ không muốn nhận both people tới nước Mỹ. Thì quý vị thấy đó là những cái trò đánh phá chưa đâu. Rồi lúc đó quý vị, Tyler Diệp còn lên một cái thông báo mà tôi đã gọi tôi cử đó. Thay là gì, bên cái thông báo là chống lại tình trạng gọi là đàn áp di dân của ông Trump. Tôi hỏi, ủa, ông Trump có đàn áp di dân không? Vợ ông là di dân mà. Nó excuse với tôi là tại vì trong cộng đồng mình có một số người đã được can thiệp đi định cư tại tại Mỹ qua cái diện tị nạn. Tôi nói no. Bây giờ cái diện đó hết rồi. Bây giờ những người Mỹ mà những người Việt tới Mỹ á, đa số đi theo diện đoàn tụ gia đình. Cưới vợ, cưới chồng, bảo lãnh anh chị em, làm gì còn cái tình trạng gọi là người tị nạn nữa, làm gì có cái tình trạng gọi là những người mà đi tị nạn giống như ngày xưa nữa. Và ông Trump đâu có chống di dân, ông chống di dân bất hợp pháp, ông chống di dân bất hợp pháp chứ ông đâu có chống di dân, vợ ông là di dân mà. Thì quý vị, đây là những cái kẻ mà bị cái đám nó dẫn dắt theo cái kiểu gọi là đưa cái tin tung hỏa mù.
làm cho người ta nghĩ là như vậy. Thì quý vị, từ năm 2018 tới bây giờ rất nhiều những biến cố xảy ra ở thành phố Westminster. Quý vị nhớ lúc đó là họ tấn công rồi. 2020, bản thân tôi còn bị tỷ phú kiện. Và tên tỷ phú này bỏ 2 triệu đô la ra để mà bứng gốc những nghị viên gốc Việt ở trong đó. Không thành công. Không thành công. Là bởi vì lúc đó quý vị, cái khối phiếu người Việt ở tại Westminster vẫn rất vững chắc. Họ bảo vệ cho các nghị viên và thị trưởng. Cho nên tên tỷ phú bỏ 2 triệu đô la ra, cuối cùng thất bại. Để kể cho quý vị thấy là cứ 2 năm một lần là luôn luôn có những cái cuộc tranh cử. Và tranh cử thì bắt buộc là chụp mũ, đánh phá, nó diễn ra. Nhưng cuối cùng giống như tôi nói, là những cái ghế đó, nếu mà quý vị bước luôn một bước, nhìn bức tranh rộng, thì những cái ghế đó vẫn là cái ghế của người Việt. Thành phố Westminster đánh nhau dữ không? Đánh nhau khủng khiếp luôn. Đúng không? Quý vị thấy đó. Nhưng mà bây giờ kết quả, 5 ghế thì 4 ghế người Việt ngồi. Kimberly Hồ, Charlie Nguyễn Mạnh Trí, Nam Quang, Amy Phan West là 4 người Việt. Chỉ còn Menzo là người Mỹ thôi. Thì quý vị thấy cuối cùng có đấm đá gì nữa, cái ghế đó vẫn là người Việt ngồi. Và họ vẫn phải làm việc cho thành phố, họ vẫn phải làm việc cho cư dân và họ vẫn phải làm việc cho cộng đồng. Do đó quý vị đừng đứng ở ngoài nhìn vào thấy những cái chuyện này rồi bắt đầu là chán nản. Nó đã xảy ra mấy chục năm rồi. Tại vì mùa tranh cử nó là như vậy. Mùa tranh cử các ứng cử viên đều muốn giành thắng. Giành thắng thì ngoại trừ khoe phần của mình ra thì sẽ tìm đủ mọi cái sai sót của đối phương để tri tét bôi nhọ và lên án. Thì cái chuyện này bình thường. Thì quý vị thấy đó, bầu cử Mỹ từ cấp tổng thống cũng vậy. Từ cấp tổng thống xuống cho tới cấp địa phương lúc nào cũng vậy hết. Do đó đừng nghĩ rằng là cộng đồng Việt Nam chia rẽ. Thật sự cộng đồng Việt Nam không có chia rẽ. Mà nó là cái lối sinh hoạt dân chủ từ bao nhiêu năm nay. Nó là lối sinh hoạt dân chủ từ bao nhiêu năm nay. Có nghĩa là trong một xã hội dân chủ đừng nói chỉ đoàn kết. Nó không xảy ra được. Có đôi lúc, có những cái lúc mà đồng suy nghĩ thì đứng chung với nhau. Thì quý vị tạm gọi đó là đoàn kết. Ví dụ như cái vụ 911. Thì lúc đó quý vị, cả nước Mỹ bừng tỉnh, 3.000 người chết, gần 3.000 người chết. Thì lưỡng đảng đứng chung với nhau để ủng hộ cho ông Bush. Là trong cái tinh thần chống khủng bố thôi. Nhưng mà bước qua lĩnh vực khác, họ vẫn phản đối ông Bush. Nhưng họ đứng chung với ông Bush trong vấn đề chống khủng bố. Thì có những cái vấn đề, có những cái topic là có một cái suy nghĩ giống nhau thì đứng chung với nhau thôi. Nhưng mà vẫn được hôi lên là đoàn kết. Nhưng thật sự không phải như vậy. Nó chỉ đoàn kết ở một cái vấn đề nào đó thôi. Đó giống như cái kỳ rồi quý vị thấy cái tuần lễ China Week. Thì đảng Dân Chủ lẫn đảng Cộng Hòa đều thống nhất là sát xà bông Trung Quốc. Họ thông qua 25 cái dự luật. Đều là nhắm vào Cộng sản Trung Quốc hết. Thì cái đó là vì họ có chung một suy nghĩ. Nhưng bỏ cái đó ra. Bây giờ cái ngân sách cho tài khoá năm tới sắp sửa bế tắc nè. Lạng quạng sau ngày 30 tháng 9 là đóng cửa chính phủ đó. Hai bên vẫn đấm nhau. Hai đảng vẫn đấm nhau cho cái tài khoá của năm 2025. Thì quý vị thấy rồi đó. Là có những lúc họ đứng chung một cái suy nghĩ. Thì mình thấy là đoàn kết. Nhưng thật sự không phải vậy. Xã hội dân chủ không có sự đoàn kết. Tại vì mỗi người một suy nghĩ. Mỗi người có một cái quan điểm riêng. Và đừng có nhìn là chỉ có cộng đồng Việt Nam mới là chia rẽ đấm đá. Quý vị nhìn qua cộng đồng Do Thái. Quý vị nhìn qua cộng đồng người gốc Hoa. Quý vị cũng sẽ thấy khủng khiếp như vậy. Không khác gì cả. Do đó, nhìn từ bên ngoài vào nước Mỹ thì thấy sự chia rẽ. Nhưng đứng từ trong nước Mỹ nhìn ra thì quý vị thấy đây chính là sinh hoạt dân chủ. Rất rõ ràng. Cảm ơn tất cả các khán giả rất là nhiều cho cái bài nói chuyện này. Hy vọng bài nói chuyện này để quý vị nhìn rõ nét hơn cái cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở tại Hoa Kỳ. Cứ mỗi một mùa tranh cử lại rộ lên những cái đấm đá, những cái bôi nhọ, những cái chụp mũ, đánh phá lẫn nhau. Nhưng đó là tại vì mỗi mùa tranh cử nó là như vậy, chứ không phải là cộng đồng chia rẽ. Và nói ra cái chữ chia rẽ thì không đúng, mà chưa bao giờ có chữ đoàn kết. Tại vì mỗi người có một suy nghĩ khác nhau, mỗi người có một phát triển khác nhau. Do đó thì không có ai giống ai cả. Và đây chính là cái cốt lõi của dân chủ. Nhờ cái cốt lõi này mà xã hội mới phát triển đa dạng. Cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều cho bài nói chuyện ngày hôm nay.
Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong những chương trình kế tiếp của TMP Channel. Xin quý vị và các bạn nhớ đón nghe và theo dõi. Mến chào tất cả khán thính giả và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye!